La và cháu xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cả nhà cái con. Con chào cả nhà. Trời ơi mà chào đâu đó trên lên đó dữ vậy. Thì xuống cho cả nhà xem đồ nghề luôn đi con. Một bình ga với con dây. Bữa nay lại tiếp tục đi thăm bãi gắn nữa nha cả nhà. Ba cái bãi xe cua. Thì hồi rồi á Lai cũng vẫn đem ba cái bãi xe cua. Bây giờ Lai cũng vẫn đem ba cái bãi xe cua. Hồi rồi á thì lùng bãi Lai đặt 18 cái, ba cái bãi xe cua Lai bị mất á, Lai đặt vô cũng lại ba cái, cũng được 18 cái. Bữa nay Lai đem ly ra Lai đặt cho chẳng 20 cái cả nhà, hy vọng đừng mất nữa nha. Mất nó còn 18 cái nữa quá. Ngày mới Lai cũng không quên cho Lai gửi đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nhất. Thì cái bãi của Lai hồi rồi dính gắn khủng á cả nhà. Con đó về Lai cân gần gần 1 kg yếu nha cả nhà. Lai cân cho ta là gần 1 kg yếu luôn. Thì bữa nay Lai trở lại thăm cái luồng bãi cũng vẫn 18 cái nữa nha cả nhà. Thì Lai có đặt ở trên cái cây mà Lai chỉ á, cho đó thêm một cái nữa. Là bữa nay vô Lai vô đó Lai thăm hai cái. Dưới chút xíu Lai ra đây Lai sẽ đặt thêm một mớ nữa nha cả nhà, trong vườn cao su này nè. Chắc hai cái nữa quá. Con rắn nó đi qua lại mà giờ Lai đón không được luôn cả nhà. Con hú dện mà Lai đặt kia vô dính không hành. Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo Lai để trải nghiệm chuyến thăm bãi gắn hôm nay, coi có hàng gì khủng sướng để xem nghe cái nhà. Hy vọng bữa nay có hàng khủng nghe cái nhà, đừng để làm cho cái nhà thất vọng quá cái nhà. Mình tiến hành thăm cái bãi đầu tiên luôn nghe cái nhà. Cái bãi này hồi gò dính con rắn 9 lần mấy gần ký lô rồi, Lai về Lai gần cân ký lô yếu rồi cái nhà, Lai đón cũng 9 lần mấy chính xác. Cầm gắn với người quen á cái nhà. Mình nhìn tới nó chính xác liền. Đây. Cái này gọi dính hàng khủng đây. Này hy vọng rồi. Còn cái bẫy là được à? Có phần không? Dạch cái đầu. Đâu không? Đâu. Phải không? Ê ê phần có phần nghe cái nhà. Có phần, nặng không? Đó. Hít tin cái coi. Trời ơi con này cũng 4 lạng cái nhà. Ê ê phần. Sao nặng dữ vậy? Lập 70 sao nặng dữ vậy? Phần này nó bị cái này nè cái nhà. Con này chắc 4 lạng lên đó, 4 lạng khẻ gu. 4 lạng khẻ gu nè cái nhà. Bảy mới lại luôn nè, bảy làm hôm mới nè cái nhà. Quá đã một cái. Rồi đây sẽ quay lại trang chủ cái đống trà đó cái nhà, trang chủ cái cây đó luôn đó, lại thăm một cái nữa. Rồi vô trong trống bắt gắn ra luôn nha cả nhà. Quá đã rồi. Tới cây nè cả nhà. Đó, lại đặt ở dưới đống trà này nè. Hy vọng dính em nữa nha cả nhà. Cái bẫy nó cũng mềm lắm. Coi có ai không? Coi cháu nhìn có ai để ý không nghe cả nhà. Trời trời sao nó trống lỏng ở đây vậy? Mồi bên này nè. Cái này mồi qua bên này lấy con trà nó ra đi. Tại dạo kỹ lắm nha cả nhà, sợ mất bẫy. Bẫy mới mà. Thấy bị lúa ém rồi đó, mà không biết có gì không à. Để con vui nha cả nhà. Lúa là ém rồi đó mà không thấy phân hồi phiếu cho nghe cả nhà. Ém nè. Sắc mẻ luôn. Dễ luôn đi cho mẹ. Nào. Nào. Hả? Không hành nữa hả? À? Bự không? Cũng được, ba bốn lạng. Con này ba bốn lạng nữa. Trời ơi, thôi hai cái làm cho hai em luôn trời. Xuống gì đâu, trời phải đem đi đây, cái lọc nó đặt quá đã luôn cả nhà ơi. Con này ba lạng lên á. Hai cái lụm chân hai em luôn. Bữa nay không hành không. Đây là cái nhà, để Lai xây cái ca ga là cho chuyển máy cho cái nhà xem cái nhà. Đây. Cái khu này là cái nhà con rắn hú dện lớn thật lớn ở trong này. Thầy Lai đón có khoảng từ giá trên 2 kg rưỡi á cái nhà. Mà không biết sao đặt Lai đặt bẫy lớn không đó. Thì chắc nội nay em ơi. Chút xíu nữa chắc Lai chạy lại đường này nè cái nhà. Lai vô đó Lai quánh thêm hai cái lồng trong đó đó, quánh hai cái bẫy trong đó. Khu đó đó. Thử thế nào nghe cả nhà. Rồi cháu đã lội vô tới xe cả nhà. Trời ơi con rắn nó lại phân cả này cả nhà. Tính đồ dính hàng ký không á. Hết biết thiệt. Quá khủng khiếp cái đống phân. Còn em này chừng 3 lạng. Em này thì phân ở trên đây nè cả nhà. Đây nè. Phân này tính là hàng khủng luôn nha cả nhà. Bị gì nó này ở trên đó. Đó, mình lúa đẻ gì. Ngắn này cũng mới vô thôi. Để cháu mở ra cho cả nhà xem cả nhà. Con này chắc 4 lạng ăn lên đó cả nhà. Con này bốn là trên 4 lạng khỏe. Quá đã. Còn con đó 3 lạng. Ê. Ngang ngửa nhau. Ngang ngửa.
ngang ngửa ngay cả nhà, ngang ngửa. Hai con này chắc có khoảng theo Lai nghĩ chắc hai con này từ giá trên 7 lạng đó cả nhà, trên 7 lạng. Hàng gắn nhị không sướng quá. Còn con này mới vô nè cả nhà, ăn chuột còn no nè. Này bởi vì nó ị ít, còn no. Con này thì vô lâu rồi. Anh chụp nha. Xuống chưa cả nhà? Trời ơi, không có cảnh nào bằng cảnh này cả nhà. Thôi nó chạy. Con này là 4 lạng phải gu luôn á, không xin ê. 4 lạng ăn lên nha cả nhà, phải gu quá đã. Thầm hai cái chưa dính hết trơn, hai cái nha cả nhà. Cái đầu tiên luôn cả nhà. Hai cái dính chân luôn, lại đặt chặn đường đó, dính hết. Bỏ vô một em quá sướng rồi. Con này thì nhỏ hơn con đó, cũng nhỏ hơn chắc cũng 3 lạng rưỡi nha cả nhà, 3 lạng rưỡi ăn lên thì lại tính hai con 7 lạng thôi, cho nó chắc ăn nha cả nhà. Để thôi mình nói nó thiếu kỳ lắm cả nhà, lại muốn cái thực tế là mình nói cái mình cân nó dư cả nhà, chứ mà gắn nhỏ nó gắn bự mình lại không phái gì được cả nhà. Còn chuột nóng trâu chạy thôi thôi. Con này mà con này lại đó 3 lạng rưỡi thì chắc có thể là trên nha cả nhà. Đó hết biết đã chưa, còn chuột nó nóc. Để chút xíu nấu ra, đọc nó xíu nấu ra, hết biết đã, cho vô túi lưới luôn nghe cả nhà. Vô. Đó, bây giờ lại tới cái tiếp lại quay chia sẻ cho cả nhà xem cả nhà, hy vọng bữa nay trúng cả nhà, hai cái đầu tiên là dính gì đó. Còn để tới sau đây cũng biết sao đây. Tiếp tục ở đây lại con cái cả nhà, hình như dính chắc cái gì cả nhà, thúi thúi. Thơm thơm. Có gùi trời. Cái này lại mới giờ nền không cả nhà. Lai thăm nãy giờ là cái này cái thứ ba. Là lai còn mới giờ nền không? Trời ơi, gọi thú thiệt. Lại luôn. Con gắn gì mà trộm trên trời. Trời trời gắn gì mà nó kẹt đầu cả nhà. Thừ rồi hết nổi nổi rồi cả nhà. Không hiểu nổi luôn. Ai nên tin nổi con gắn bà lớn thì 4 lần mấy mà kẹt đầu chết queo luôn cả nhà. Trời ơi cái lỗ lứ, có lỗ chừng phân 2 phân 3 trời. Tức chết thiệt chứ. Dính chắc mà cuối cùng không ăn được luôn cả nhà ơi. Tiếc thiệt. Cái tiếp đây quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Trời ơi trời. Gắn chết tiếc hoài luôn. Chung cái chân cái lỗ bự thấy thiệt chứ. Hết biết chứ, gắn này gần 4 lạng. Cái nào cũng dính chân ngay cả nhà. Nãy giờ lại cái nào cũng dính chứ. Mà không làm ăn gì được chứ. Dính được bắt được hai con đi bụi chân. Mà con bự bự con 3 lạng mấy 4 lạng không. Cái gì thiệt nó mới chịu nông là chết rồi cả nhà, bị lưới lọ của tay lỗ phân 3 có. Rồi lỗ phân 2 có bị nó ép lỗi đó cả nhà. Rồi lại không thấy là làm hôm á bị hết biết thiệt. Tiếp tục ở đây lại có một cái này cả nhà. Này cái chu trong lậu này nè. Còn cái 7 không? Còn 7 thì tốt. Ý. Tôi cùng lắc cả nhà thông cảm cho Lai cả nhà. Là dốc chút xíu té cắm đầu luôn. Hết biết. Thấy có phần thiếu gì không? Có. Con gì ạ? Coi gắn gì vậy? Con chưa có bò thấy nữa. Coi kỹ bự không? Phải hoàn không ạ? Như cây rút rồi cây. Sống không? Nhích cái cây. Còn nhích. Còn nhích là được. Còn nhích là được nha cả nhà. Trời ơi, 5 cái dính hết trơn 5 con luôn cả nhà. Mà xài được con này có khoảng 3 lạng. Không tới 3 lạng cả nhà, con này 2 lạng ngoài. Chèm chèm 3 lạng. Nhích là được à. Để chờ cháu ngồi để bắt gắn luôn cả nhà. Bắt gắn luôn con. Bắt gắn luôn cả nhà. Không đi ra chỗ khác bắt, gọi đây bắt. Mình ra chỗ khác mày nắng không? Mình giờ hết rồi, đi tới cái luồng cái khác rồi. Thì kiếm chỗ nào có mát bắt nghe cả nhà. Cả nhà thông cảm cho Lai cả nhà. Đặt bẫy đây ngồi đây bắt nữa. Lai thăm cái bẫy này là cái bẫy thứ 5 đó nghe cả nhà, mà dính 5 con hết luôn. Mà chết hết 2 con rồi. 2 con quất của Lai chừng 7 lạng gì đó. Nè, đây cả nhà xem con gắn của Lai nè, đón mấy lạng. Đó.
Thấy con này gần gần chèm ba lạng không? Mà con này chịu chung là gạt đầu và chết lớn nè. Cái lưới này, này nó không đều nè. Nó không đều cả nhà ơi, lưới của Lai có lỗ đó, nó ép xéo đó cả nhà, có lỗ bự chà bá, còn lỗ nhá xí, còn như này nó đều. Nó đều nó nằm lại. Bởi vì mua lưới mà mốt mua lưới kinh nghiệm nha cả nhà. Mua lưới mình coi lưới nó có đều hay không. Xách ra mình làm cái bẫy hoặc cái hôm gì đó. Đang gắn nó chui 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 mấy cái lỗ ấy đó cả nhà. Lỗ thừa thừa nó nong luôn. Rồi nó sẽ chết. Chết hàng gắn muốn bệnh cả nhà thôi, Lai gần 2 kg gắn, 5 cái bẫy là gần 2 kg rồi. Cái này Lai tính là cho ba con này 1 kg nữa cả nhà. Trời ơi nè. Đó. Gắn này 3 lạng chứ. Cái nhà đoán con gắn là mấy mấy lạng. Lai nói gắn là 3 lạng á. Thấy chưa? Lưới lỗ phần 2 là đặt gắn hàng gì nè cả nhà. Cái gì? Trời ơi tính con gắn chạy. Cháu làm hết hồn. Đó, gắn của Lai là gắn này gắn nhì là phải gu rồi đó. 3 lạng đó. Thì là trong đó là Lai cho 7 lạng là 1 kg, hai con kia là cho 1 con 3 lạng là 1 kg 6 rồi đó. 5 cái 7. Mà bắt được 3 con à. Chết 2 con. Trời ơi chết con bự quá, Lai gần gần 4 lạng, Lai quay cho cả nhà xem luôn cả nhà. Còn con kia có khoảng không tới 3 lạng, Lai cho qua luôn. Hết biết thiệt cũng hết biết luôn. Tiếc quá quay lại cái nhà chứ làm gì được. Nhìn cháu đó cái nhà. Cười cho Tư coi. Chết gắn cười cho Tư coi. Không vậy cũng được, cái nhà trúng em mới 5 cái 7 là ký lô khỏe đó. Bữa nay hy vọng trúng bữa ngày cái nhà. Phái cười hoài. Bữa nay Lai đem chuột thiếu rồi cái nhà ơi. Bây giờ tầm 6 cái 7 6 chuột. Thiếu chuột mà lại mà còn chết chuột mới đau có phần không? Đây cũng lẽ cố gắng trời. Hơn con chuột. Con chuột ha, nhét lại đặt luôn chứ đâu rút cái này được. Cái kế tiếp là quay chia sẻ cái nhà xem cái nhà. Cái này còn chuột. Tiếp tục ở đây lại có con cái cả nhà. Ở đây sốc dữ lắm nha cả nhà. Đây chân cái bụi này, cái này không là có nha, có phần cái cặp, có phần cái còi, rồi chết luôn, chết cái gì? Ê, hoa hành, hoa hành à? Dính cái nhà, ủa sao không thấy phân ta? Ê, có phần nghĩa đầu này nè cái nhà, bự không? Bao cũng lạng nữa. Trời ơi, này dính gắn đều quá cả nhà. Nè, phân nghĩ vô này nhóc chân nè cả nhà. Em luôn cứ ngắt. Con này chừng 3 lạng cả nhà ơi. 3 lạng. Xuống. Để cháu ra ngoài cháu bắt cho cả nhà xem luôn cả nhà. Lai bắt gắn ra luôn cả nhà. Cháu đi đâu không biết. Con này chính có khoảng 3 lạng đấy cả nhà. Đây. Quá đã. Cái này mà gặp lưới lỗi á cái nhà là bị kẹt đầu liền à. Mà lưới không lỗi còn đỡ. Con này có khoảng 3 lạng nữa cả nhà. Rồi, bột gắn của Lai bữa nay ngon lắm rồi cả nhà. Quá đã. Thì Lai đem tổng cộng chân là 3 cái 7 xi cua với Lai bắt theo 9 con chuột. Đây. Lai còn đây chỉ có 5 em nữa là cả nhà, không biết Lai đủ hay không nữa. 5 em nữa mà Lai thăm chưa mới có cây 6 7 cái đó cả nhà. 7 cái mà còn có 5 em chuột à. Không biết đủ không đây. Vậy là bỏ túi lưới cái tiếp là quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Cái bột gắn của Lai xuống rồi cả nhà. Ký mấy rồi đó. Toàn là gắn ngon không à. Không có hàng khủng thiệt cả nhà mà toàn là gắn nè. Gắn ngon không à. Quá đã.
cháu có đặt con này cái nha, cái này cho cháu đặt chứ đây không có đặt. Im không, có phân không? Trời trời, cái bẫy gì còn lúa trời, không nồi ố còn chuột. Trời đất ơi, không tin nổi thiệt. Cái clip đây quay chia sẻ cái nhà xem cái nhà. Tục ở đây là có một cái cả nhà, vô thăm luôn. Đập gần cái chuồng vịt người ta mà không có hấu hành nó thôi vừa tội vậy. Có phần không? Trời ơi, thấy chết nữa rồi. Còn chuột không? Kỳ vậy. Không dưới rồi, không hành, không hành. Trời trời. Nằm ở đây nè, cái nhà ôi này, này phân đây nè. Này tính không dính nữa nghe cả nhà. Trời con này 4 lạng nữa. Bữa này dính ngắn đều quá đều đã, quá đã cả nhà ơi, quá sướng rồi. Anh biết đã chưa? Cháu bắt rắn luôn nghe cả nhà. Phần này đầu này nè cả nhà. Đây. Hiện trường nó để ra lại. Cái này dính gắn à, dính gắn một lứa một ngàn cả nhà, ba lạng mấy bốn lạng không à, quá đã. Con này chắc chèm chèm bốn lạng nữa quá. Có ông bạn bẫy chim đây nghe cả nhà. Con này chắc chèm chèm bốn lạng không, con này 4 lạng. Bữa nay con gì hay ra đây ta? Cái lợp dính da cũ, cái da mà nó bị không may chết. Quả đã, trời ơi con này 4 lạng là chắc cái gì nữa. Sợ. Ông bạn sợ nghe cái. Con này 4 lạng. 4 lạng phải gu nghe cả nhà. Quá đã. Đó, một gắn của Lai hiện giờ rồi. 2 kg à, chìm chèm 2 kg rồi đó. Bị đó 4 con, y không tới đâu. Cây 4 con bộ đồng con 4 con đó khoảng cây ký 2 đi. Này có khoảng ký 6 đó nghe cả nhà. Ký 6 còn lên chứ, Lai nó thủ rồi cây mấy con rồi quên không biết nữa. Tổng cộng mình mấy con rồi? Con này thứ 5 phải không hay thứ 6? Con này thứ 5 rồi cả nhà. Thứ 5 chắc có khoảng ký 7 à, ký 7 ký 8 vậy. Trời ơi, cái bột gắn sướng. Lai không chết hai con kia đó, Lai quay nè cả nhà. Là hai ký mấy gắn rồi đó. Mà Lai còn phần, gần phần nửa lợp nữa. 18 cái 7 mà dính mà cái nào không dính chết chuột. Bữa nay một lần đem chuột còn dư cả nhà. Bữa nay Lai đem, Lai thấy vậy Lai đem cũng ít thôi. Bữa nay thiếu rồi. Hết biết đã. Gắn này nhiều lắm. Cá trong cái lỗ này một cái nó nằm ầm ầm như này nè cả nhà. Không biết sau cái nhà xem trên hồ chọc cái nhà xem ghê luôn. Cháu đặt đó cái bẫy đó kìa. Trời ơi thăm, trời ơi đặt cái bẫy chống đốc. Có phân không? Chung gì? Trời ơi gì thì hồ chết rồi. Chết luôn không? Trời ơi cái bẫy chết luôn cái nhà. Hết biết cái lỗ này cá không cả nhà, để cho kêu cháu thục thử cái con cá gì trong này cả nhà. Hết biết thiệt. Cá trong này một đống trong này nè trời. Trời ơi sao bắt được nó. Thôi thua rồi. Thôi. Đụng không? Đụng đất không? Không đụng đất luôn cả nhà ơi, luôn vô tuốt chổng rồi. Làm ăn gì được nó giờ. Hết biết thiệt, đem cái lọp mà đặt đây cái này nó ra tối nó ra liền. Này tiếp tục ở đây lại có con cái nha, đó lại đặt bùa chuối đó đó. Mà không có đường mòn chứ, lại môi hổm ra thấy bả lại đặt lại luôn. Chơi luôn mà chắc ăn dính hoa hành cả nhà, tuy không có đường mòn gì đó, giỡn hoài. Trời nó nhãn hoài trời, ủa nó nho chứ lộn. Cả nhà dính không cả nhà? Dính chắc hay cả nhà. Đường nào mà dính. Dính chắc. Có phân không? Trời ơi không có phân nữa cho người ta. Dính con chuột dính ra nè. Ôi ơi chết chuột luôn. Tốn con chuột nữa cả nhà ơi.
cái kế tiếp lại quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Trời ơi cái bẫy. Gì mà chết chuột ta. Tiếp tục ở đây lại có một cái cả nhà. Trời ơi người ta nhìn quá trời luôn cả nhà. Thua. Cái bẫy này không lẽ cuốn đi trời. Không dính cuốn vừa rồi. Cuốn đi luôn cả nhà. Hết biết. Tôi còn hả? Còn. Tiếp tục ở đây lại có một cái nữa cả nhà. Rồi chết. Cuốn luôn. Chết chuột luôn. Vậy mày. Cái clip là quay chia sẻ cả nhà xem cả nhà. Đi. Dấu lộ này chân cái bẫy luôn trời. Rồi coi. Có đâu. Cái này là cái cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn cả nhà. Hả? Gọi rõ ràng không? Cái coi thăm bẫy rồi. Thấy chưa? Nhìn hiểu rồi. Đổi cái chân cái bẫy mà. Hay thiệt. Từ bển đâm ở đây cái chân cái bẫy luôn trời, hay thiệt chứ. Lai và cháu thăm bẫy cũng đã xong rồi cái nhà. Thì Lai nãy giờ Lai đem coi thử có khoảng nhiêu cái nhà. Cái này chắc từ 1,7 kg ăn lên á. Còn đón nhiều. 1,7 kg, 1,8 kg à. Ký 7 ăn lên đó nghe cái nhà. Cháu đón từ khoảng từ 1,7 kg, 1,8 kg. Thì Lai đón 1,7 kg ăn lên thôi. À, bữa nay á thì cái nhà. Thì nửa tôi bẫy đầu á thì dính toàn là ngon, gắn ngon không cả nhà. Còn nữa tôi bẫy trở về sau á không dính con nào hết trơn cả nhà. Lai cuốn về ba cái là làm hôm lại luôn nghe cả nhà. Bởi vì á Lai cũng còn được 2 con chuột mà Lai không có đặt lại. Cái này Lai đem về Lai sửa hôm lại nghe cả nhà. Sửa hôm lại thành bẫy mới luôn, Lai làm lại 60 luôn. Còn cà na cháu đã bẻ ngoài biển này cả nhà. Cái này của người ta cho nghe cả nhà chứ không phải ăn cắp cho. Ông chú cho quá trời không cho. Đây, cái nào chứ lấy bự bự luôn này nghe cả nhà. Trời ơi, cái cà na này cả nhà. Khủng khiếp không? Nhìn cái thấy chảy nó chảy luôn. Hết biết, nhìn cái là Lai thèm luôn nghe cả nhà. Cuối clip rồi Lai cũng không biết nói gì hơn. Lai và cháu chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Lai và cháu xin hẹn lại cái nhà clip tiếp theo. Lai và cháu xin mến chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà các con. Trời cửa mặt. Con chào nha.